Riết là tôi không biết á, tôi là bạn của bà hay là người ở của bà nữa. Làm hết cái này tới cái kia. Lâu lâu một lần hà, mà làm quá, cầm làm hoài. Bớt đi chơi lại rồi kêu tôi làm tóc. Nè nha, còn thay người yêu thay áo nữa chứ. Nè, cả thế giới nói tôi được nhưng bà là không. Bà xem lại bà đi, mà quen ông Lâm bao nhiêu lâu? 10 năm rồi cuối cùng sao? Ông đá bà xong để làm đống nợ cho bà. Nè, đừng có sát muối vô vết thương của tôi thêm à. Mấy chị ơi, em đã trúng số rồi. Đã quá. Trời ơi, trúng số làm gì trúng số. Nhờ có anh Nhân mà em tự tin thể hiện. Chứ nếu không là rớt rồi. Có gì đâu, anh cũng đang rảnh mà. Đó là anh sẽ nấu món ăn bổ dưỡng cho tóc, cho anh tự tin hơn nha. Cảm ơn Nhân. Thì ra là em trúng cái show quảng cáo vào gội đầu hôm bữa chứ gì. Đúng rồi đó chị. Tuy là vai nhỏ trong cái show quảng cáo vào gội đó thôi, nhưng mà hình ảnh của em phát sóng toàn quốc. Ba mẹ em thì sao thường xuyên nhìn thấy em hơn. Trời ơi, đang vui tự nhiên tâm lý trùng xuống vậy. Nói về cái vấn đề tóc á, thì trong cái nhà này tóc tôi là đẹp nhất. Nếu mà chị đi casting cái quảng cáo bảo đảm thì giống như chính, chứ không phải giống như phụ nha em đâu. Này đặc ha, nhà văn nói chuyện nghe nhân văn quá ha. Nè thôi, tự uống tóc đi ha. Ngọc, cái đang theo kịch bản không vậy? Có dạ. Đi lên phòng đi, chị sẽ chỉ đạo diễn xuất cho em. Ngọc, ủa? Tập xong là em có món ăn mới luôn. Đi. Ê, bà đi, ai uống tóc cho tôi? Thì bà tự uống đi, tôi đã nói rồi. Không thôi là bà kêu người yêu của bà qua uống cho bà đi. Đi trên lên. Mệt quá à. Tụi cái ông Nhơ là tự nhiên bỏ ra ban công như vậy. Vô đi uống tóc cho tôi đi. Nhảy lầu luôn rồi, bực quá. Tự uống. Và ăn đồ cay nóng, sợ ngoại hình kém tươi. Bí quyết của Mi đây. Ngon tuyệt. Ngọt tự nhiên từ thảo mộc giúp thanh lọc bên trong. Mi không thể thiếu Dr. Thành không đường. Yêu ghê vậy đó. Hãy cùng Huyền Mi uống Dr. Thành không đường mỗi ngày để tươi tắn lại còn giữ dáng. Ủa anh Nhân, anh định nấu món gì bổ tóc cho Ngọc vậy? Anh làm món ba rọi xăm khói trộn với quả ổi. Ủa thường thì người ta nói muốn bổ tóc thì phải ăn lá bưởi hay dầu bưởi hay là bồ kết gì, mà sao anh nấu ba rọi với ổi không liên quan vậy? Anh mới nghe là ăn bồ kết. Bồ kết để thấy tóc, để làm dưỡng đúng không? Quả ổi á, thì ngoài cái việc mà đẹp da chống lão hóa thì còn cải thiện được cái việc mà hydrocholesterol, có nghĩa là bị cao máu đó. Quan trọng nhất là cái phần ba rọi xông khói này nè, nó sẽ giúp cho đẹp tóc. Vậy ha. Thôi mình làm đi. Rồi. Tóc Ngọc xấu quá, cần phải bổ sung nhiều đó nha. Ngon quá vậy. Lấy cho anh cái tô đá. Em bắt chảo lên anh. Rồi. Chảo dầu anh định gì? Kim hồng tôm phải không? Ừ. Để em chi cho. Bánh hồng tôm này bánh hồng tôm gì vậy? Mình nên chọn cái loại nào mà nó có nhiều tiêu thì nó ngon hơn. Anh Nhân, xem thấy cái máy bào này nó hiện đại hơn máy bào lần trước vậy? Bữa anh đi công tác nước ngoài anh mua. Cái này em không cẩn thận là đứt tay đó. Cho nên bữa nào mà có tự nấu ăn thì nhớ là cẩn thận vậy mà. Ủa anh, tóc mỡ này gọi là tóc mỡ gì? Thì nhỏ vậy, lớn em chưa thấy luôn. Tóc mỡ bình thường á. Em đeo bao tay vô đi, trong lúc anh đợi dầu sôi. Vậy anh hả? Hướng dẫn cái này kìa. Xé tóc mỡ đi. Xé tóc mỡ hả? Ừ. Trời, cái này là... Sao người ta làm được tóc mỡ vậy? Anh mua cái này đâu vậy? Cái này anh mua dưới Hóc Môn á. Ví dụ vậy mình ăn được không? Nhưng mà nó không có giòn như lúc mình mới thắng nữa. Không phải, cái loại này thì nó có nạc cho nên nó không có giòn. À, bỏ vô cái dĩa hả? Ừ. Thì anh muốn xé nó mỏng vậy hay sao? Nhỏ nhất có thể, để nhỏ lát mình trộn vô. Có thể luôn hả? Ừ. Trời ơi, để em lấy em kéo cho nhanh nè. Ủa cái này kéo mà cắt được không? Được em. Nó món này món nó trộn. Sẽ trộn gỏi. Giống gỏi hả? Món gỏi. Cái này em bỏ vô em trộn á. Thì cái quan trọng nhất là mình đừng có cho thêm mỡ dầu gì hết. Để xong mà
Cái này anh áp chảo rồi. Để nó từ nó chảy mở ra. Trời ơi cứng quá. Sao lại cứng thế này? Xong. Cái này em cho lửa lớn, qua bên này chiên giùm anh nè. Trời ơi, nhìn cái thịt thơm quá. Rồi bỏ hầm tôm vô. Nóng dữ vậy. Cẩn thận nha. Bỏ thêm bột chanh nè Thanh. Ủa anh bỏ gì vô vậy? Bột chanh. Không, cái nước, nước 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 mắm không? Ừ. Nước mắm đặc á, mọi lần mình làm á. Để cho một tí muối nè. Ba giây vi khuẩn chui vô. Để anh xay cái nè. Thì đây là thịt xông khói là người ta làm vậy hả anh? Ừ. Bây giờ xong rồi nè, bếp phòng tôm em cũng xong rồi nè. Em phải lau liền. Bếp sao vậy anh? Cho nó không có bị ngậm dầu vô. À. Thanh, vớt mấy cái phần ổi lên đi em. Dạ. Đau tay nè. Trời ơi, nhìn thôi là chảy nước miếng rồi. Quét tóc mỡ. Tuyệt vời. Rau răm. Trời ơi, ngon quá. Ổi thơm, thịt thơm. Trời ơi, ngon quá. Anh ơi. Ừ. Anh Nhân lên phía trước đi để em dọn lên cho. Hồi nãy Như Ngọc kêu anh có gì chị gấp á. Vậy hả? Dạ. Được rồi. Vậy em dọn nha. Dạ, để em bưng lên cho. Ừ. Để em dọn bàn cho. Món này nhất quyết là của mình rồi. Làm sao của Ngọc được. Phải ăn cho mọc tóc dài râu ra. Thanh. Vậy là làm sao? Ừ? Bà thừa biết món ăn này là anh Nhân nấu riêng cho bé Ngọc để ăn cho bổ tóc. Nỡ lòng nào bà ăn còn như đây hả? Thì tại anh Nhân á, anh Nhân nấu ngon quá ăn chi, em cầm lòng không nổi, phải ăn tại chỗ mới được. Ừ, thì lỗi của anh. Thôi để anh xuống bếp anh nấu thêm chứ nhiêu đây ăn sao đủ. Khỏi đi anh Nhân. Nhiêu đây là đủ cho ba người mình rồi. Chỉ không đủ cho một người thôi. Cho nên yên tâm, tôi đã chuẩn bị món ăn riêng cho bà rồi. Ăn đi. Wow, ngon quá. Thịt nè. Ngọc phải ăn nhiều cho tốt tóc của em đó. Thịt ngon quá ha. Vì vừa ăn. Vừa ăn mà hơi giòn giòn chút xíu nữa. Cái gì vậy Thanh? Ăn mì tôm đi. Ăn hầm tôm đi. Cái này là gì vậy anh Nhân? Ổi. Ổi, đúng rồi, em ăn là tốt lắm á. Hả? Chấm chung với cái này anh hả? Ừ. Chấm thứ hai giờ quên chấm. Sơ sót, sơ sót. Mình uống miếng đi. Tóc chanh nè. Cái cay mặn mặn. Ui mọi người. Một, hai, ba. Rồi rút ra nè mọi người.
cái này chắc được chứ nhỉ? Được chứ, ăn đi. Nè, cho miếng hành ăn với bông phồng tôm nè. Không cần, cảm ơn. Chú ơi, cho chị Thanh một miếng thôi. Để anh lấy miếng cho Thanh. Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ phải xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng những đam mê ngọt ngào. Nghĩ nhìn vào bếp cũng là vì anh.